Đừng đạp nè con. Hôm nay á, ba chở hai mẹ con mình đi chơi. Hèn. Sắp được gặp nhau rồi. Thương nè. Không có đạp mẹ nữa nè. Rồi, tới rồi nè, tới rồi nè. Nè, nè, đỡ cái nón vô cho đỡ nắng. Dạ. Rồi, xong rồi đó, chuẩn bị nha. Xe đâu? Xe gì? Ủa sao kỳ vậy? Không có xe máy rồi sao chở hai mẹ con em đi chơi? Không lẽ vợ hả? Anh bắt hả? Em vác nguyên cái bụng bầu này đi bộ hả? Ai nói? Ai nói cho em đi bộ? Rồi ai nói cho em đi xe máy? Chứ sao? Mình đi taxi. Cái gì? Đi taxi. Trời ơi, bây giờ em thử nghĩ đi. Em nhét cái bụng vậy nè, rồi em chạy xe máy, rồi em lạng qua bo cua lại. Rồi lúc đó con mình nó giật mình rồi nó lạng với em rồi sao? Hiểu không? Anh á, anh mới làm cho em giật mình á. Được rồi, xin lỗi được chưa? Hay quá. Miệng nói cho cố đi taxi. Thấy chiếc xe nào đâu. Sáng giờ bắt đúng gian nắng cũng gần chết. Em ở đây hoài hả, đen thù lùi. Đẻ con đâu cũng đen thù lùi luôn. Lúc đó đừng có chê nè. Bậy bạ mà. Anh gọi taxi rồi, ông nói là bị kẹt đường, chút xíu nữa tới à. Gán đợi xíu nha con gái nha, ba thương nha. Ôi, con khát nước quá à, không chịu đâu. Nè, anh có chuẩn bị sẵn rồi nè. Nè, ăn nước thì uống đi, gà mình ép sẵn rồi đó. Trời ơi, đàn ông con trai mà không có ga lăng gì hết trơn á, mở ra cho tôi đi. Cái này anh ép sẵn rồi, cái chai đâu có cứng đâu mà sợ, nè. Ngon không? Êm không? Trời ơi, chua lẹ chua lét vậy anh? Thì cam mà, chứ bên nước đường đâu mà không chua. Ủa sao kỳ vậy? Bình thường anh biết là em thích uống cam sữa mà, sao anh không bỏ sữa vô? Tự nhiên cam gì đâu mà chua lẹ. Thôi, muốn đâu. Bình thường khác, bây giờ em có bầu rồi. Em uống vậy rồi tao tháo ruột rồi sao? Lỡ đang đi chơi rồi, ruột biết đường chạy đâu. Thôi đi. Anh thừa sức biết là em thích uống ngọt nè. Giờ không bỏ sữa hả? Thì theo gì nữa em? Thêm dưa hấu nè, thêm thanh long nè. Đó, mấy cái đó ngọt hơn. Không thèm uống nữa đâu. Nhưng mà bây giờ uống cái này đi, cho nó có vitamin C. Hiểu không? Gán uống đi. Em có vitamin là con có vitamin, hiểu không? Gán lên, uống đi. Đi con ơi, mới uống quá nha. Rồi. Được chưa? Rồi hả anh? Em nghe nói là hình như là gần sinh bé á, là uống cái gì là để cho con trắng hả anh? Nè, uống nước cam, uống nước dừa. Gần sanh hả, anh sẽ cho em uống bia. Uống bia? Uống bia là lúc đó là em sẽ làm 1, 2, 3, vô vậy. Vô vậy hả? Đúng rồi, 1, 2, 3, vô. Ê. Gì vậy? Gì vậy? Em đau bụng quá. Mệt quá. Đừng có giả bộ đâu nè. Gán uống như hết nước cam nha lên. Giỡn cái gì mà giỡn? Em đau bụng thiệt á. Thôi, đừng có giả bộ rồi, không uống nước cam nữa nha lên, uống đi. Trời ơi, anh gọi xe cho em đi đẻ đi. Cái gì? Khùng á? Hả? Tự nhiên còn 3 tuần nữa mới đẻ, mà đẻ đâu giờ này? Nhưng mà em không có biết. Nhưng mà bây giờ em đau bụng quá. Anh gọi cấp cứu cho em đi đẻ. Đau bụng thiệt hả? Cấp cứu hả? Từ từ đợi anh. Cấp cứu gọi số mấy? Số mấy 113 hả? Chị hả? Dạ anh gọi con mấy đâu biết. Không, mày cấp cứu là số mấy? Số 114 cứu quả mà. Cấp cứu là số mấy? 115. Alo. Cấp cứu hả? Vợ tôi đẻ. Ôi da. Đau quá. Ơi, ơi, cục cưng của ba, xanh yêu ơi, ba thương nha, đợi xíu nha, sắp ngủ rồi. Cùi cha vậy. Ơi, thương nha. Ơi. Anh Tính, anh đưa con em trông cho. Anh ra ngoài anh mua giùm em một số ít đồ cho phụ nữ sau sinh đó. Em hết rồi. Nhưng mà không gấp á, chờ anh xíu đi. Anh cho con bú rồi anh đi mua cho. Anh để em đưa con bú cho. Anh đi mua giùm em nha. Thôi, em làm gì cũng chậm chạp gầy gà hết. Anh pha sẵn sữa nè, chút xíu nữa sữa nguội rồi cái con đói là anh cho bú liền à. Chứ đợi em cũng công nữa. Để làm cho.
anh nha. Ồ, thương quá à. Anh ơi, mẹ sanh mổ không có sữa cho con bú tội nghiệp quá à. Anh ơi, nhưng mà gì vậy? Làm gì gấp cái gì vậy? Thương ba xin lỗi nha. Em à, trong sách người ta cũng có nói á, con cái mà không gần ba mẹ á là sẽ có cảm giác cô đơn á. Với lại á, mình phải ở bên cạnh con vậy nè, để con có cảm giác hạnh phúc hơn, ấm áp hơn. Như vậy con sẽ phát triển hơn, thông minh hơn, hiểu không? Đúng không? Cục cưng của ba. Với lại á, anh thấy bác sĩ nói là muốn mà mau khỏe em phải vận động nhiều vô xíu, hiểu không? Hay là em tự đi mua đi. Anh đưa con đi cho em. Ê, em làm gì vậy? Con khóc bây giờ. Em mới là người hỏi anh câu đó đó. Anh sao vậy? Cứ ẵm nó hoài vậy. Còn em thì sao? Em sao là sao? Bây giờ em cũng khỏe lại rồi. Không lẽ em cũng muốn anh ẵm em hoài sao? Hết chuyện sao bị với con. Trời ơi, không phải là như vậy. Nhưng mà em hỏi anh nè, em sinh xong á, những lúc em đau á, em nhờ anh chở đi bệnh viện, anh cũng không chở. Em cũng phải tự đi. Rồi tất cả cơm nước trong nhà, giặt giũ quần áo, vơi đồ cái gì cũng em hết á. Anh có phụ cái gì đâu. Trời ơi, sao không phụ? Anh phụ em chăm con nè. Trời, nhưng mà bây giờ con nó còn nhỏ, bây giờ anh có thể để ở trong phòng cho nó nằm nó tự chơi cũng được, rồi anh phụ em. Chứ sao mà anh cứ kè kè hoài vậy? Anh không thích để con tự nằm lăn lóc một mình vậy được. Tội nghiệp con lắm. Thời đại công nghệ rồi, bây giờ muốn ăn gì thì bút nó về mua đi. Thời gian ở bên con thì không thể nào mua được đâu, em hiểu không? Bây giờ đối với anh á, con là quan trọng nhất. Ba xin lỗi, ba xin lỗi, ba làm giật mình hả? Ba thương, ba thương. Ba thương nha, nín ngoan ngoan. Cục vàng của ba, con là nhất á. Ba thương, ba thương. Em à, em đừng có con nít nữa. Bây giờ mình đã là cha là mẹ rồi, cái gì cũng phải ưu tiên cho con mình trước chứ. Bởi vậy á, em bớt càm ràm vô lý đi. Em mà cứ phân bì với con hoài á, anh sẽ điện mẹ anh lên chăm con nhỏ đó. Chứ con nó còn nhỏ vậy á, mà ở với em suốt ngày cứ câu gắt vậy á, là ảnh hưởng tới đứa bé lắm á. Mẹ nào mà không yêu con, mà sao tôi lại ghét con tôi thế này? Từ lúc có con, lúc nào mẹ cũng bị thờ ơ, lạnh nhạt, cô đơn trong chính căn nhà của mình. Là tại mày. Tất cả là tại mày. Mày phải chết. Tao sẽ giết mày. Mày phải chết. Tao giết mày. Mày phải chết. Mày phải... Chi? Cô làm gì vậy? Cô bị điên hả? Đó, bữa nay có ba ở đây đó, ba phân xử giùm con đi. Ba coi có ai đời mà làm mẹ vậy như cổ không? Hết chuyện rồi đối xử với con mình vậy đó. Tôi ghét nó, tất cả là tại nó. Ba thấy không, bữa đó con mà về không kịp á thì chuyện gì sẽ xảy ra? Bình tĩnh là đi Chi. Là tại nó, không phải tại con đâu. Được rồi, trời ơi. Ba thấy không, có ba ở đây mà cổ như vậy đó đó. Có ai đời như cổ, người ta nó hổ dữ còn không ăn thịt con. Huống hồ Chi, con Sinh nó có mới mấy tháng à, nó có làm gì đến tội đâu mà cô đối xử nó vậy hả? Sinh, anh lúc nào cũng Sinh hết á. Từ lúc cưới tôi về, từ lúc có con Sinh, anh luôn còn quan tâm với tôi nữa đâu.
Thôi mà Chi, con bình tĩnh lại đi. Có ba đây nè, con ngồi yên đi mà. Con bị làm sao vậy? Con bị điên hả? Hết chuyện ghen rồi. Chi, con gái ruột của mình. Ghét tôi, tôi ghét nó. Đừng có cho nó lại gần tôi. Nè, tôi không còn ai hết. Tránh xa tôi Chi ra. Chi à, trời ơi, con bình tĩnh lại đi. Con làm gì vậy? Có ba đây nè. Bà thấy chưa, bà thấy chưa? Tất cả mọi thứ trong gia đình này con làm hết. Tả sữa cũng con, tắm con cũng con, chơi với con, thậm chí hả, mọi thứ con làm đều là con hết. Đó thì cũng tại như vậy, cũng tại là con cứ tối ngày là coi bé sinh không, mà con vợ con nó mới sanh, mà người phụ nữ mới sanh ra thì người ta cần cái sự quan tâm của người chồng, chứ đâu có phải là con bỏ bê vợ con như vậy. Con bỏ bê vợ vậy con bây giờ nó đâm ra nó bị trầm cảm, nó đang bị bệnh đó, con dòm nó đi. Cái gì? Bệnh gì? Cậu sướng gần chết chứ bệnh gì? Tất cả mọi thứ con lo rồi, con cũng phải làm gì nữa đâu mà lo. Trời đất ơi, thôi thôi. Nói tới giờ này mà con còn không có tỉnh ngộ ra nữa tính. Bây giờ con thấy á, không ấy, ba đưa vợ con đi đâu đi, đi về quê cũng được hay đưa đi đâu cũng được, chứ bà ở chung nhà con không có yên tâm đâu. Đúng rồi, bà đừng bỏ con, ba chồng đi với bà. Được rồi, được rồi, con bình tĩnh đi. Đừng có sợ, có ba đây nè. Được rồi, bây giờ con nói vậy thì ba sẽ đưa con Chi về quê. Nhưng mà trước khi đi đó, ba nói lời cuối cùng với con. Con có một cái hạnh phúc gia đình như người vợ của con. Con Chi đây, nó cũng không lỗi lầm gì hết. Người phụ nữ mới sinh con ra, người ta cần cái sự quan tâm, săn sóc, dỗ về của người chồng. Con có làm được cái điều đó hay chưa? Ba chỉ nói lời cuối cùng với con. Hôm nay cái hạnh phúc của con mà con không biết nắm giữ thì sau này mất cái hạnh phúc rồi con không tìm lại được đâu tính. Ba chỉ nói cho con để con suy xét lại thôi. Đi Chi, hai cha con mình về. Về quê cha với mẹ săn sóc cho con. Thương yêu con, không cần ai hết. Tại sao vậy hả? Tôi thương con tôi là sai sao? Cái người bị cái gì vậy? Tất cả mọi thứ tôi làm rồi, còn muốn cái gì nữa? Còn nói tôi không chia sẻ với vợ mình sao? Tại sao lại như vậy chứ? Nhà này từ trước tới giờ lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười, tại sao bây giờ lại trở thành địa ngục như vậy chứ? Tại sao?